Bây giờ cô Thúy, cô Hằng cùng với tất cả các thầy các cô sẽ lên sân khấu để cùng cất vang câu hát mong ước kỷ niệm xưa. Anh chị ơi, vỗ tay thật lớn nào, chào đón các thầy các cô nào. Một cái chương trình hội khóa và đón các thầy cô về với một cái tâm trạng rất là hân hoan. Thay lời cho các thầy cô giáo về dự hội khóa của ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn tất cả các em học sinh niên khóa 1999-2003 đã dành cho các thầy giáo cô giáo những tình cảm vô cùng trân quý. Xin chúc tất cả các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình thương yêu của mình, và chúc các em sẽ tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa, chinh phục những cái ước mơ mà mình đang còn ấp ủ. Và hẹn những ngày tiếp theo, thầy trò cô trò mình sẽ cùng nhau mạnh khỏe để cùng dõi theo bước đường phát triển của các em. Xin trân trọng cảm ơn và xin chúc sức khỏe các em. Cảm ơn các em tiểu học sinh 20 năm này hội trường. Wow, tuyệt vời quá. Đấy, thầy đi rằng là mái tóc bạc phơ rồi, giọng nói vẫn rất là đĩnh đạc, vẫn rất là băng giòn. Và một lần nữa thì cho phép chúng em xin cảm ơn các thầy các cô rất nhiều. Lưu lại ở sân khấu xong thì cho phép em xin mời tất cả các thầy các cô nhé. Sẽ di chuyển sang bên sân khấu chính của ngôi trường cùng với background mà chúng em đã chuẩn bị để chúng ta sẽ lưu lại tấm hình đẹp được trọn vẹn hơn. Và chúng em cũng mong muốn rằng là ngày hôm nay thì tất cả hơn 100 anh chị cựu học sinh sẽ cùng lưu lại một tấm hình đẹp chung với tất cả các thầy các cô ạ. Và cũng xin mời ban hậu cần sẽ chuẩn bị những bàn tiệc để chúng ta sẽ bắt đầu khai tiệc.